em chào các bác. Thì hôm nay bên cây sả đen Hòa Bình của em đóng hàng gửi cho các bác, thì em có làm một cái video để gửi chia sẻ với các bác những cái hình ảnh thực tế từ cây thân lá sả đen sau khi phơi khô mà em đóng hàng trong một túi zip như thế này để gửi cho các bạn trên mọi miền tổ quốc. Thì sau khi phơi khô thì em tách lá sả đen riêng, thân sả đen riêng các bác nhé, để cho khi phơi xong thì lá vẫn còn đảm bảo được cái dược tính của nó trong cây thuốc quý này. Những cái tác dụng quý của cây sả đen mà các bác cũng đã biết đến rất là nhiều, đó là cây sả đen hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, u biếu, hạch, vú cổ, tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tốt cho bệnh lý về gan, dùng để làm nước lọc uống hàng ngày, tốt cho sức khỏe, dùng cho các bệnh nhân mà bị bệnh lý về gan hoặc là tất cả các bệnh liên quan đến gan, ổn định huyết áp, tốt cho hệ tim mạch. Thì cách dùng nó là sử dụng 100g cây sả đen này mà em đã đóng trong một túi như thế này, thì em đã trộn lẫn cả thân và lá đều, chia tỷ lệ đều với nhau để cho các bác về, các bác chỉ việc lấy 100g đem rửa sạch, cho lên ấm đun khoảng 10 phút là các bác để nguội ấm, các bác có thể dùng được ngay, dùng uống hàng ngày thay nước lọc nhé các bác. Thì đây là cái cốc nước sả đen mà nhà em đã đun, thì của sản phẩm tốt thì nhà em dùng, nhà em uống hàng ngày các bác nhé. Sản phẩm tốt em uống em cũng chia sẻ cho các bác. Mời các bác thì trên mọi miền tổ quốc có nhu cầu thì hãy liên hệ theo cái số điện thoại mà em đã để trên video này rồi. Các bác có nhu cầu là cứ mua được hàng đẹp, chất lượng đúng cây sả đen, đúng số điện thoại của em thì các bác đặt hàng mua. Hôm nay thì bên em có chương trình đó là mua 3kg cây sả đen sẽ được tặng 0,5 hoặc là miễn ship. Mua 5kg sả đen thì được tặng 1kg sả đen. Bên em thì cây sả đen có tem, có mác đầy đủ trong một túi như thế này các bác nhé. Có hướng dẫn sử dụng này, đối tượng sử dụng này, địa chỉ này, số điện thoại in luôn trên tem mác. Các bạn cứ đúng số điện thoại và đúng tem mác và cây sả đen của bên em gửi cho các bác mới nhận hàng. Khi nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, xong rồi mình thanh toán. Đấy, thì đây là hôm nay cây sả đen bên em đang để đóng hàng gửi cho các bác. Các bác cứ việc lên đơn, còn em sẽ gửi hàng cho các bác. Thì em xin chào các bác.